Mẹ ơi con nghe, hình như ở cuối phố có ai cay nhau hòa trong tiếng pháo ồn ào. Bài đưa lót chất lại gây thêm chuyện pha phai. Bạn thân mến, những ngày này khi nhiều hoạt động của đời sống xã hội đã trở lại theo nhịp bình thường mới, khi những chiếc đồng phục học trò đã dần trở lại cổng trường quen thuộc, nhiều bạn bè chúng mình có lẽ cũng chưa thể quên được khoảng thời gian trước đó, lúc cả thành phố thân yêu bị tổn thương trước sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19. Chưa bao giờ chúng mình phải quanh quẩn trong nhà nhiều như thế. Mỗi một ngày trôi qua với bao nỗi lo lắng, mệt mỏi. Không lo lắng sao được khi mọi công việc, thói quen sinh hoạt, dự định của mình, người thân, bạn bè đều bị dừng lại theo những đợt giãn cách xã hội kéo dài. Phải đang làm một gen Z nhiều năng lượng, chúng ta mới có thể đồng cảm với tâm trạng tụt mút của những bạn bè tuổi mới lớn cùng trang lứa. Nhưng cũng chính những tháng ngày khó khăn đó lại thổi bùng lên tinh thần đoàn kết và nhân ái, bầu ơi thương lấy bí cùng của triệu triệu người Việt Nam. Từ tuyến đầu, các thiên thần áo trắng chiến đấu quên mình giành lại từng hơi thở, từng sự sống cho bệnh nhân. Từ đường phố, từ các con hẻm nhỏ, từ các bệnh viện dã chiến, từng đoàn quân và dân không ngại dịch bệnh hay mưa nắng, tình nguyện vận chuyển người bệnh, thuốc men, oxy cấp cứu hay các loại hàng hóa thiết yếu đến tận tay những gia đình khó khăn. Kể sao hết, những tấm lòng thiện nguyện đã lan tỏa tình người, sự yêu thương ấm áp đến cộng đồng. Trong đó có sự góp sức nhỏ bé của nhiều bạn trẻ Gen Z. Lật những trang báo chào năm mới 2022 này, chúng mình lại tiếp tục kể nhau nghe câu chuyện đầy cảm xúc trong tháng ngày khó quên ấy. Để thấy bên cạnh việc tiêm những liều vaccine theo hướng dẫn, nhiều bạn trẻ Gen Z đã không để mình bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực, không để từng ngày thanh xuân của mình trôi qua một cách nhạt nhẽo và lãng phí, chủ động dấn thân vào những hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng, biến khó khăn tạm thời thành cơ hội để tìm kiếm, nắm bắt hướng đi lâu dài của tương lai, và hơn hết là học cách bước qua nỗi buồn, bước qua mất mát với một trái tim mới lớn, biết yêu thương gia đình, yêu thương cuộc đời. Từ trải nghiệm thực tế mùa dịch bệnh, chúng ta cùng chỉ dẫn cho nhau những cách học tập phù hợp thời bình thường mới, phương pháp ăn uống khoa học, rèn luyện sức khỏe và tự chữa lành những tổn thương tâm lý. Loại vaccine đặc biệt đó được tạo ra và lan tỏa từ những chàng trai, cô gái Gen Z, những mầm xanh của hy vọng, của ước mơ, của sự trưởng thành đã được các bạn gieo trồng. Bạn thân mến, năm cũ sắp qua đi, năm mới 2022 đã đến. Những thách thức cho nhân loại, cho đất nước, cho sự phát triển của mỗi bản thân chúng mình còn đó khi dịch bệnh vẫn lây lan biến chủng mới. Nhưng như một câu nói ngắn gọn mà chúng mình ghi nhớ, trong nguy có cơ. Thời đại kỷ nguyên số đặt ra những thách thức và cũng mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ. Con người sẽ kết nối với con người trong tích tắc bằng công nghệ số. Việc học, nghiên cứu, thảo luận, làm việc sẽ không còn bị giới hạn, lệ thuộc nhiều bởi vị trí địa lý hay những phương pháp thủ công, cũ kỹ. Trí tuệ nhân tạo sẽ đưa chúng ta đến những chân trời mới, những cơ hội học hỏi và nấc thang chinh phục mới. Mặc cho virus vẫn còn khả năng rình rập ngoài kia, u là trời, bài toán ở trường em còn giải được, bài toán virus đã giải mà nó chưa xong. Nhưng chúng ta sẽ không dừng lại, gieo cho mình một hạt mầm hy vọng từ hôm nay bằng việc không ngừng trau dồi kiến thức, nhạy bén, bắt nhịp nhanh chóng với những xu hướng đổi mới tích cực và vẫn luôn tin yêu cuộc đời tha thiết. Nhất định những quả ngọt xứng đáng sẽ thuộc về các bạn, những chủ nhân của tương lai. Cùng chúc nhau một năm mới nhiều sức khỏe để chúng mình lại tiếp tục chân cứng đá mềm trên mọi nẻo đường bạn nhé. Xin giới thiệu đến bạn đọc bài Gieo một hạt mầm hy vọng của ấn phẩm báo Mực Tím chào xuân Nhâm Dần năm 2022, được in ngày 23 tháng 12 năm 2021. Người hàng xóm mặt sao nhăn nhó cồn cào, mùa xuân đến rồi này cô chú anh chị ơi, giận nhau làm chi ngày năm mới. Một năm tê chi lại ghé thăm một lần, lãng phí chất nhau để làm gì, chuyện cũ mình đó.